Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một loại cây vô cùng đặc biệt, đó là cây bồ kết. Trong video này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về nguồn gốc, đặc điểm sinh học cũng như là công dụng và giá trị kinh tế của cây bồ kết. Bạn có biết rằng cây bồ kết không chỉ đẹp mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và môi trường. Đó chính là lý do tại sao cây bồ kết được coi là kho tàng giá trị tự nhiên. Thì hãy cùng mình tìm hiểu xem cây bồ kết có những điều gì thú vị qua video này. Cây bồ kết hay còn gọi là cây chùm kết có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Thì tại Việt Nam, cây bồ kết phổ biến ở các vùng miền núi phía Bắc như là Lào Cai, Hà Giang, Bắc Giang, Thái Nguyên, các tỉnh miền Trung thì như là Quảng Nam, Quảng Ngãi. Ngoài Việt Nam thì bồ kết còn được trồng ở các nước như là Ấn Độ, Trung Quốc, Lào, Campuchia và một số các nước ở châu Phi. Cây bồ kết thích nghi tốt với nhiều loại đất thịt, đất cát, đất đồi, nhưng phát triển tốt nhất là ở đất màu mỡ có độ pH từ 5.5 đến 6.5. Thì điều này khiến cho cây bồ kết trở thành sự lựa chọn lý tưởng cho nông dân các vùng miền, miền núi có thể là phát triển cây bồ kết. Về đặc điểm sinh học của cây bồ kết thì cây bồ kết có chiều cao từ 5 tới 12 mét với tán lá rộng. Lá của bồ kết thì có hình lông chim, mỗi lá khoảng 5 đến 7 chét lá nhỏ. Hoa bồ kết thì thường nhỏ và có màu trắng. Hoa thì thường nở vào dao động từ tháng 8 đến tháng 9. Và cây bồ kết thì nó sẽ cho thu hoạch vào tầm cuối năm, khoảng từ tháng 10 đến tháng 12. Hoa bồ kết thì có màu trắng. Quả bồ kết thì hình tròn, khi lon thì là màu xanh và khi chín thì chuyển sang màu vàng và chuyển sang dần sang màu nâu. Trong quả có chứa một lượng lớn saponin, nó là một hợp chất tự nhiên có tác dụng tẩy rửa và kháng khuẩn rất tốt. Về điều kiện sinh trưởng thì cây bồ kết cần nhiều ánh sáng mặt trời, đất ẩm cũng như là đất không ngập úng, không nhiễm mặn. Cây bồ kết có thể chịu được điều kiện khí hậu khắc nghiệt, cũng giúp cải thiện chất lượng đất và ngăn ngừa xói mòn. Chu kỳ sinh trưởng của cây thì thời gian trồng cây bồ kết từ khi trồng đến khi thu hoạch thường kéo dài tầm 3 đến 4 năm. Bắt đầu cho quả thì là cây cho quả bói, sau 2 năm là cây đã cho quả bói rồi. Có thể thu hoạch trong liên tục nhiều năm sau đó. Điều này thì cũng mang lại lợi ích kinh tế lớn cho người trồng. Về ưu điểm nổi bật của cây bồ kết thì một trong những ưu điểm nổi bật của cây bồ kết chính là khả năng chứa saponin. Thì đây là một hợp chất tự nhiên có khả năng kháng khuẩn và tẩy rửa. Nhờ vào cái tính năng này thì bồ kết đã trở thành nguyên liệu phổ biến trong cái ngành mỹ phẩm và chăm sóc sức khỏe. Cây bồ kết không chỉ mang lại lợi ích trong việc làm đẹp mà còn hỗ trợ sức khỏe. Saponin trong quả bồ kết thì giúp làm sạch tóc, ngăn ngừa rụng tóc và đặc biệt là trị gầu rất hiệu quả. Nhiều người đã sử dụng bồ kết như một phương pháp tự nhiên để chăm sóc tóc mà không cần phải lo lắng đến các cái hóa chất độc hại. Ngoài những công dụng tuyệt vời cho con người thì cây bồ kết còn có nhiều lợi ích cho môi trường. Việc trồng cây bồ kết giúp cải thiện cái chất lượng đất, ngăn ngừa xói mòn, bảo vệ môi trường sống. Rễ cây bồ kết giúp giữ nước và giữ đất, hạn chế sự xói mòn trong mùa mưa. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các cái vùng đồi núi cao. Hơn nữa là cây bồ kết có khả năng tái tạo đất. Khi những cái lá khô của cây rụng xuống thì nó cũng phân hủy, cung cấp dưỡng chất cho đất, giúp cây trồng xung quanh phát triển tốt hơn, hoặc là cung cấp dưỡng chất cho các cái cây mà các bác có thể trồng dưới tán của cây bồ kết. Cây bồ kết thì được sử dụng từ lâu trong cái việc làm đẹp, đặc biệt là chăm sóc tóc. Hướng dẫn sử dụng bồ kết thì có thể để làm dầu gội tự nhiên. Thì mọi người chỉ cần chuẩn bị khoảng 5 đến 7 quả bồ kết khô. Sau đó là mình đun nước cho quả bồ kết vào, đun khoảng 15-20 phút cho đến khi nước nó chuyển sang màu nâu và có mùi thơm là mình có thể sử dụng được để gội đầu nhé các bác nhé. Trong y học cổ truyền thì ngoài việc làm đẹp, bồ kết còn có nhiều công dụng trong y học cổ truyền. Quả bồ kết được sử dụng để điều trị các cái bệnh ngoài da, ví dụ như là giảm đau này, kháng viêm này, mọc mụn này. Quả bồ kết được dùng để làm siro chữa ho, giúp long đờm và giảm ho hiệu quả. Bồ kết có tác dụng giảm đau trong một số trường hợp như là đau bụng hoặc là đau khớp. Tính chất từ quả bồ kết thì có khả năng kháng khuẩn, giúp ngăn ngừa và điều trị một số bệnh ngoài da. Việc sử dụng quả bồ kết trong y học thì không chỉ mang lại cái hiệu quả mà còn an toàn, không có tác dụng phụ như là một số những cái thuốc tây. Nếu bạn đang tìm kiếm một cái sản phẩm tự nhiên và an toàn, hiệu quả cho sức khỏe và làm đẹp thì bồ kết chính là một cái sự lựa chọn tuyệt vời. Hãy tìm hiểu và thử nghiệm với các sản phẩm từ bồ kết để cảm nhận sự khác biệt. Bạn có thể tìm mua quả bồ kết khô hoặc các sản phẩm chế biến từ bồ kết tại các cửa hàng thực phẩm, các cửa hàng tạp hóa hoặc các cửa hàng trực tuyến.
Hãy để bộ kết trở thành một phần không thể thiếu trong quy trình chăm sóc sức khỏe và chăm sóc sức đẹp, sắc đẹp, chăm sóc tóc của bạn. Cảm ơn bạn đã theo dõi video này ngày hôm nay. Hy vọng rằng những thông tin về cây bộ kết đã giúp bạn hiểu rõ hơn về một trong những cái loại cây trồng dược liệu kỳ diệu này. Nếu bạn thấy video hữu ích thì hãy ấn like và chia sẻ cho bạn bè. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video thú vị tiếp theo về loại thực vật mà có giá trị tự nhiên. Xin phép được kết thúc video tại đây. Xin được gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới tất cả bà con và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.